Mà các bác à, để test súp thì rất là khó để test để cảm cho các bác cảm nhận. Mà bình thường test súp không ấy, thì bác chỉ nghe cái phì phì của mình thôi. Hoặc là em mở to quá thì nó làm rè cái mic thu âm, cái mic thu điện thoại. Thì hôm nay em sẽ test theo kiểu này. Em cắm lên bộ dàn nghe nhạc. Sau đó khi em để súp lên thì nó có giải bát của súp. Và khi em tắt súp đi thì các bác sẽ cảm nhận được à, để cho các bác thoải mái hơn. Em Tuấn sẽ test cho các bác con súp Sony. Súp Sony Bass 30. Con này đánh phê lắm, mềm phê luôn ạ. Rung nhà nhưng bass mềm lắm. Mời các bác đeo tai nghe vào. Thì chỉ có đeo tai nghe vào thì các bác mới cảm nhận được cái chất bass, bởi vì là bình thường cái chất súp này các bác nghe qua điện thoại hoặc nghe trên tivi ở nhà, clip em quay ấy, các bác không phát hiện được cái chất súp nó như nào đâu. Hoặc là kể cả chất lượng âm thanh hay không thì các bác bắt buộc các bác muốn mua loa của em Tuấn mà muốn được cảm nhận được cái chất âm thì các bác cứ đeo cái tai nghe vào cắm vào điện thoại ấy. Nó ra hết đấy, nó không ra được hết 10%, 100% thì nó phải được 7 đến 80% thì bác sẽ hiểu được cái chất của nó. Sau đây mà Tuấn sẽ test con súp Sony. Con súp Sony này em đã có clip giới thiệu cho bác rồi. Con này các bác chú ý hộ em nhá. Con này nó chạy điện là 120V, 110 120V. À, giá 6 triệu 900 nghìn con súp Bass 30 súp điện. Con súp này chỉ cần cấp tín hiệu vào nó đánh phì cho bác luôn. Súp điện này, đây, nút nguồn điện đây. Ngoài cái nút nguồn điện này ra thì đằng sau của em nó thì có hai chế độ chỉnh. À, đây là chỉnh to nhỏ. Còn đây là chỉnh giải đánh nổi và đánh trầm. Có hai chế độ nghe, nó mắc nữa. Đấy. À, còn đây, đây tất cả cái hộp dày lồi về phía sau này. Cái hộp lồi này, đó là bộ công suất. Cái bo công suất và cái tản nhiệt của nó đặt bên trong này. Đấy, đặt riêng ra để nó tránh bị. Đây. Còn tất cả hàng báo cáo bác là hàng bao chất cho bác luôn. Nhé, bao chất cho bác. Thì con súp Sony đây, con súp Sony này là Sony SAVKM40. Con này AC 120V hàng xuất Mỹ. Nhé, hàng xuất Mỹ ạ. Đấy. Báo cáo các bác là lỗ thông hơi đặt đây. Thì sau đây em Tuấn cứ mở nhạc. Em mở nhạc xong và khi em cắt nhạc đi thì các bác sẽ biết. Bác đeo tai nghe vào nhé. Phải đeo tai nghe thì các bác mới phát hiện được. Bởi vì test súp nó không như kiểu là test loa có lời tép ấy. Thì bác còn nghe thấy leng keng lách cách. Nhưng test loa súp thì bác chỉ có cách đấy thì bác đeo tai nghe. Bác sẽ cảm nhận là khi em cắt súp đi cái thì tiếng bát, tiếng trầm nó sâu ấm nó không còn nữa. Thì các bác sẽ hiểu. Và con súp này có mức giá, bát 30 có mức giá là 6 triệu 9. Cái súp điện nó có lợi cho bác là bác không phải mất con đẩy hoặc là con âm ly công suất để đánh. Bác một súp hơi, cái thứ nhất súp hơi thì bác lại phải có con vang ra đường súp là một này. Cái thứ hai là phải có hoặc là âm ly phải có chế độ cắt cắt cái giải giải tần ấy để cho nó ra súp này là giải bát không. Cái thứ ba là các bác lại phải mất đẩy hoặc âm ly. Còn con này súp điện sẵn công suất rồi, cứ cắm điện thoại vào là nó vang thôi. Thì sau đây em mời các bác nhé. Em mở mở cả súp và cả loa trước, sau đó em sẽ cắt súp sau. Thấy chưa? Mất súp luôn. Nó thấy không? Nó khác rõ một một luôn. Nó không còn là chất bát ấm mềm nhũn nữa. Nó cắt luôn, mất. Loa bình thường không thể lên nổi.
Loa bình thường có bát, có bát to thế nào hay thế nào thì hay, thì không bao giờ mềm nhũn như có súp được. Đấy, khi có súp nó khác luôn. Có súp vào nghe nó khác hẳn luôn. Đấy, em mở súp nhá. Hoặc là tắt đi, tắt luôn, hết. Hai con súp này nhá, con này 6.9 triệu, con này 8.9 triệu, con này là sạc Vin Vega, con này bát 30, nhưng chất âm không lệch nhau mấy. Con này 8.9 triệu, con này 6.9 triệu, đều là bát 30. Hai con mở đây đều ấm phê nhau. Đây bác công ty em cắm luôn sang cho xem nhé. Đây em cắm sang đây nhá. Đấy. Không khác nhau bao nhiêu bác ạ. Hai con đều ấm, đều mềm nhũn. Nhưng mà giá con này lại cao hơn con này đến 2 triệu luôn. 8 triệu 9 ạ. Con này 6.9. Chỉ có bác nào đeo tai nghe vào mới cảm nhận được chứ. Đeo tai nghe vào.